Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay thì ở đây trời rất là tối, âm u mưa. Mình không có ra vườn. Hôm nay mình đi vô trong greenhouse, mình giới thiệu với các bạn một số cái cây mà mình được các anh chị, cháu rồi các bạn tặng ha. Và trước tiên mà mình muốn nói với các bạn về những cái cây đó thì mình nói mấy ngày nay á, là mình ở nhà trong lúc mình đợi những cái cây nó lớn lên á, thì mình cũng may một số cái khẩu trang để mình sử dụng ở nhà, với lại cũng như là tặng bạn bè đó. Đây nè, may được những cái khẩu trang này đó, như vậy để mình có thể tặng bạn bè. Mình sử dụng những cái vải mà mình may những cái pyjama cho gia đình còn dư á, thì mình may lên những cái khẩu trang như vậy đó. Đó, mình để dành đây để mình, tại vì mình không có nhiều vải lắm cho nên mình cũng chỉ may được vừa đủ để cho gia đình và một số bạn bè thôi. Vì giờ không có đi ra ngoài mua, mà thậm chí đi ra ngoài store thì cũng không có còn vải, không có còn dây thun á, thành ra cũng không có may được nhiều. Nhưng mà sắp tới mình sẽ hỏi các cháu ở bên Việt Nam á, sẽ đem qua một số, gửi qua một số nhiều hơn để mình có thể gửi tặng ra ngoài nhiều hơn. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu á, là mình có cái cây này nè các bạn, cây thanh long ha. Mình hồi Tết vừa rồi á, mình có đi qua bên anh chị hai với các cháu mình chơi, thì bên đó anh chị với các cháu cho được cái cây thanh long này. Lúc mà mình đem về á, nó chỉ có hai cái khúc ngắn ngắn này thôi. Bây giờ thì hả, nó lên được như vậy nè. Đó, thích chưa? Ở xứ lạnh mà họ trồng được cái này thích lắm các bạn ơi. Ông xã mình làm cái trụ thì cũng hơi nhỏ, nhưng mà bây giờ trời nó còn lạnh lạnh á, thì mình đem vô trong cái greenhouse này mình để. Lúc trước á thì trong nhà, nhưng mà giờ mình muốn đem ra cho nó quen với khí hậu từ từ đó, xong rồi cái trời ấm cái mình đem ra ngoài đó. Thì mình có được cái cây đó do anh chị hai mình với các cháu cho để làm giống á, mình thích lắm. Rồi mình có cái cây này nữa nè, cây này á, là cây tần dày lá đó các bạn. Đó, mình cũng được một người bạn tặng cho đó. Thì mình đem về mình trồng thì không có tốt bằng anh chị đó đâu. Anh chị đó trồng cái cây gì cũng rất là mê luôn đó nha. Cây gì cũng mọc mà đẹp lắm. Rồi hả, mình thì cũng trồng được như vậy thôi. Rồi đến cái cây này nữa mình có nè, là cây lá gai. Lúc mà mình mua thì nó cũng chỉ được có nhiêu đây, xong rồi khi mà mình trồng, từ lúc mà mình mua thì khoảng lúc đó khoảng tháng 12 á, thì nó nhiêu đây. Xong cái mình trồng cái bắt đầu nó đẻ ra, mình chiết ra được khoảng hai cây con như vậy, thì mình đem tặng lại cái anh chị bạn một cây. Xong rồi hả, mình đó, mình cây này nó lớn được như vậy thì mình cũng để trong cái greenhouse này tạm cho một thời gian á, để cho khi mà nó ấm á thì mình mới đem ra ngoài. Chứ bây giờ họ ở ngoài mưa, cứ mưa rả rích cả ngày như vậy nè các bạn. Đó, các bạn thấy tiếng mưa không, nghe tiếng mưa không? Đó đó. Rồi hả, một cái cây nữa mà mình đi làm á, xong rồi có một cái cô bạn người Lào, cô cho một cái cây này, cô nói là cây quỳnh. Thì cô có cho coi cái hình đó, nó ra cái bông rất là đẹp, nhỏ nhỏ thôi, bông quỳnh, nhưng mà bông quỳnh nhỏ nhỏ đẹp lắm. Thì cố cho mình hai cái nhánh nhỏ thôi. Thì mình trồng cũng cũng được 2 năm rồi các bạn, mà sao nó không có ra bông.
mình cũng chăm sóc nó dữ lắm, cũng như là theo cái sự chỉ dẫn của cổ, nhưng mà không có thấy nó ra bông. Và mình cũng kiên nhẫn đi, thì cho trong cái lúc mà đợi những cái cây rau quả của mình nó lớn lên á, thì mình chăm sóc mấy cái cây này. Thường thì mình cũng chăm sóc, nhưng mà bây giờ thì mình quan tâm nó nhiều hơn tí để coi coi năm nay nó có ra bông gì không. Rồi thì bây giờ ha, mình có cái này nè, mình chiết ra mấy cái cây rau xà lách đó, mình chiết ra mình tính đem đi mình tặng lại cho chị bạn chồng á, anh chị bạn chồng á, mình bảo đảm anh chị chồng là tốt hơn mình cây nào cũng bự hết. Mà cây nào mà mình như nhà mình trồng thì nó ốm, mà anh chị trồng thì cây nào cũng nhìn cũng đã mắt lắm các bạn đó. Thì hôm nay á, là mình có được những cái cây đó. Rồi đây là những cái cây mà giống thì mình còn đang gieo. Thì thường thường á, những cái bạn mà có ở những tiệm bang mà có những cái store, mà những cái chợ mà của Asian họ bán mấy cái cây giống á, thì mua liền trồng liền thì thích lắm. Nhưng mà mình ở đây á, thì mình không có cái Asian store, như là không có cái tiệm của người châu Á. Lúc trước thì ở Seattle có, nhưng mà bây giờ họ đóng cửa rồi, không có nữa, cho nên mình phải kiếm những cái hộp mình tự gieo. Thì thời gian nó lâu hơn, nhưng mà khi mà mình gieo á, thì mình cứ đợi, mình đợi nó, mà mình nhìn nó mỗi ngày nó lớn lên á, mình thấy thích lắm. Tại vì như là chính mình gieo, chính mình chăm sóc nó mỗi ngày lớn lên, và mình thấy cái sự tăng trưởng của nó thì mình thấy thích. Còn cây này là cây lá cẩm nè, mình cũng mua hồi tháng 12 rồi, mình cũng bây giờ nó cũng được nhiêu đây, mình cũng đang dưỡng cho nó đó. Đó. Rồi thì mình có cây chanh này mình gieo từ hồ tới các bạn. Đó, nó cũng được nhiêu đây. Đó. Thì thôi cứ đợi cho thời gian nó lớn thôi. Chứ bây giờ trời mưa rồi, khí hậu nó cứ ngày nắng ngày lạnh, cho nên mình cũng không làm được gì. Đó, đó là như vậy. Cây cần nè, hôm nay mình chia ra 2 chậu như vậy cũng lên được một chút rồi đó các bạn, cần tàu đó. Cái cây đậu bắp đó các bạn, cái này thì vẫn là mấy cái cây rau mồng tơi, thì mình cứ đợi cho nó lớn thôi rồi trồng ra đất. Này húng quế, rồi thì hôm nay á, là mình chia sẻ với các bạn chút xíu như vậy thôi, rồi đợi cho mà khi mà trời nó ấm lên, cây trái nó lớn lên rồi, rau quả nó cũng nhiều hơn, thì chúng ta sẽ có những video mới hơn. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các cô bác, anh chị, các em và các cháu đã ủng hộ video của mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, bình an và thật hạnh phúc cùng gia đình. Mình bye bye các bạn nha. Xin hẹn gặp lại trong video tới. Bye bye.